Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2017, tuyến đường tránh qua thị xã Cai Lậy sẽ được thu phí, mức giá cụ thể với các loại xe như sau. Giá vé xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng một lượt. Xe 12 ghế đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, 50.000 đồng một lượt. Từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 10 tấn, 60.000 đồng một lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet, 100.000 đồng một lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet, 180.000 đồng một lượt. Thời gian thu hoàn vốn của chủ đầu tư sẽ được thực hiện trong 6 năm 4 tháng.